đệ tử chúng con quỳ dưới Phật đài, chỉ thành đảnh lễ mười phương chư Phật. Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật tôn pháp thánh hiền tăng, ngưỡng nguyện hồng ân Tam Bảo gia hộ đệ tử chúng con, thân tâm thường an lạc tinh tiến tu trì, Bồ Đề khiên cố Phật đạo viêm thanh. Đệ tử chúng con xin nguyện trọn đời quyết chí phụng hành, lánh xa điều ác, tu tập hạnh lành, thanh tịnh tâm ý, trước báo đền công ơn hóa độ, sau lợi lạc pháp giới hữu. Sư Thích Ca Mâu Ni Phật từ bi gia hộ, Yeah.
Vậy quay chúng ta thấy rằng một tháng của năm 2011 nó đã trôi qua và không còn bao nhiêu ngày nữa thì chúng ta bước sang năm mới và mình bỏ lại sau đây cái năm con cọp. Con cọp dữ quá mà thành ra tôi để tay mình chào nó đi ha, bước sang một cái năm mới. Và thưa quý vị thì chúng ta cũng lại tiếp tục, mình lại đi lang thang ở trên cái biển tâm thức của mình. Và không biết mình đi lang thang tới ngày nào mới xong. Thì thấy nhìn vô cái bản đó là quý vị thấy không biết bao nhiêu cái đề tài để mình nói cho nó hết. Thành ra rồi thì chúng tôi sẽ cố gắng chia sẻ những cái kinh nghiệm của mình thưa quý vị. Nói tới di thức học là một cái môn rất là khô khan và cũng rất là khó. Vì vậy mà quý Phật tử chịu khó lắng nghe và quý vị thấy nó có buồn ngủ có gì đó thì cũng khẳng một chút cho quý vị. Tại vì thực ra chúng tôi cũng chưa thật là nhiều lâu nay thì từ khi bắt đầu biết và thường và khi tha thiết đến cái chuyện tu thì chúng tôi chỉ có một bề tu thôi và chỉ biết lúc nào là cũng chỉ cặm cụi để tu, cho nên cái việc mà đọc sách để tìm hiểu cái này cái kia để có những câu chuyện vui để mà nói với quý vị với Phật tử đó thì đang rất là dở. Và đầu giờ là không có đọc chuyện, dù là đó là chuyện cổ Phật giáo mình cũng không có nhớ tới nữa, chỉ tối ngày là cứ cặm cụi cứ là nhìn lại mình không à. Thành ra rồi quý vị thấy đôi khi chúng tôi nói nó rất là khô khan bởi vì không có cái gì vui hết mà chỉ nói cái chuyện tu của mình, không nói từ một cái sự tu tập, cho nên nó rất là chúng tôi biết là nó rất là khô khan đối với quý Phật tử nhiều khi làm cho quý vị dễ buồn ngủ. Nhưng mà thưa quý vị thì thôi đó là cũng là cái người ta nói là gì là duyên nghiệp phải không? Tại vì cái duyên mình nó tới đó, giờ mình có muốn hơn nữa nó cũng không hơn được. Thì thôi thì chúng ta cùng nhau để mà chia sẻ với nhau cái điều quan trọng là làm sao chúng ta giúp nhau để tu tập được và làm sao cho mình an ổn ngay trong cái cuộc sống hiện tại và mình thấy rõ được cái đường đi ở mai sau của mình. Tại vì đó là cái điều mà cái tâm nguyện mà mong mỏi thôi. Thì thưa quý vị, như hôm trước thì chúng ta đã nói về cái tàn thức, cái tàn là do thức. Thì quý vị thấy rằng khi mình nói rằng cái tàn thức, cái biển tàn thức của mình từ một cái biển tâm thanh tịnh và nó để chúng ta để cho nó biến thành một cái biển tàn thức và trong đó nó chứa bao nhiêu thứ chủng tử của cái cuộc sống của mình. Và từ cái biển tâm thức đó dấy động mà chúng ta có ra cái căn thân của mình có mặt ở cái hiện tại và cả thế giới nó đang có mặt với mình đều do từ cái mê lầm mà chúng ta dấy động. Và thưa quý vị, trong cái dấy động nó biến thành căn thân và thế giới rồi thì nó vẫn còn tiếp tục mang cái chủng tử và mang cái hạt giống tiếp tục chứa ở trong cái biển tàn thức đó hay là trong cái kho chứa đó. Cho nên rồi từ đó là chúng ta thấy nó cứ tiếp tục quân, tiếp tục chứa và tiếp tục biểu hiện ra. Và mình cũng đã chia sẻ với nhau rằng từ cái chủng tử mà nó khởi lên cái hiện hành, tức là từ cái nhân nó biểu hiện cái quả, rồi cái quả này nó lại làm nhân cho cái quả khác. Quý vị thấy, cho nên chúng ta nói như hôm trước chúng ta chia sẻ với quý Phật tử là nếu chúng ta nói rằng nhân nào quả nấy thì nó có vẻ nó hơi cực đoan, bởi vì có khi có nhân mà không đủ duyên thì nó không thành quả. Cho nên chúng ta phải nhìn cho kỹ, cho nên mình nói có nhân thì có quả thì đó là mình nói nó gọi là mình nói nó có một phần, một khía cạnh thôi. Chúng ta chưa có nói hết những cái khía cạnh, nhìn sâu cái khía cạnh của nó. Có khi có nhân mà không có quả. Và có khi nhân tốt mà trở thành quả xấu, nó cũng có nữa. Cho nên quý vị thấy, một cái cây mà chúng ta trồng, mình lấy cái giống tốt mình trồng, nhưng mà trồng ở trên cái mảnh đất.
nó xấu, hoặc là mình không chăm sóc, mình không tưới tẩm và mình cũng không có xịt sâu xịt rầy thì cái trái nó trở thành trái cũng xấu như thường, phải không? Thì đó là chúng ta thấy, cho nên vì vậy mà khi nhìn vào nhân quả thì chúng ta thấy nó có những cái mà mình phải nhìn cho kỹ và mình cho nhìn cho sâu thì mình mới thấy rõ, còn không á thì chúng ta sẽ thấy nó hời hợt ở bên trên. Cho nên vì vậy mà tại sao có những người suốt cuộc đời làm lành, làm thiện, giúp đỡ mọi người, làm đủ thứ hết, nhưng mà cứ gặp hết tai nạn rồi tới cái tai nạn kia, gặp tới khó khăn này, tới khó khăn nọ, rồi tới những cái khổ đau này, khổ đau kia cứ tiếp nối chồng chất và làm cho người ta thấy mất niềm tin cái đạo Phật. Đạo Phật nói làm lành có quả lành. Bạn giờ mình làm lành cả đời mình mà tại sao mình cứ gặp toàn là chuyện khổ không thấy quả lành, không thấy. Thì quý vị thấy đó là một cái điều, nếu chúng ta không có học kỹ về cái sự chứa nhóm, cái sự sinh khởi và cái sự biểu hiện của tâm thức mình đó, thì quý vị thấy nó sẽ, mình sẽ không có nắm rõ được để mà tu tập. Và như vậy thì cố nhiên là chúng ta học rồi thì mình thấy rằng trong tàng thức mình nó có tất cả những cái loại hạt giống, cái loại chủng tử lành, chủng tử ác, chủng tử làm chúng sinh, chủng tử làm Phật, chủng tử sinh tử, chủng tử niết bàn, nó có sẵn ở trong đó hết, nó có sẵn ở trong đó. Và nó có hai loại chủng tử hạt giống mà chúng ta chia sẻ với nhau ngày hôm nay, đó là cái gọi là bản hữu chủng tử và tăng quân chủng tử. Bản hữu chủng tử có nghĩa là cái chủng tử nó đã có sẵn, nhưng mà thưa quý vị, nói sẵn là một lối nói, chứ nói sẵn nó có sẵn nhưng mà nó không có sự bắt đầu của nó. Quý vị nhớ là nó có sẵn mà nó không có bắt đầu, có nghĩa là nó có sẵn mà mình không có biết nó là bắt đầu từ lúc nào. Cho nên khi chúng ta tu tập thì mình làm sao để mình vượt thoát ra được những cái ý niệm về cái bắt đầu và cái chung cuộc. Bởi vì khi chúng ta nghĩ rằng có một cái sự bắt đầu, có một cái sự chung cuộc thì mình sẽ thấy nó khó hiểu và nó trở thành ra nó có những cái mâu thuẫn trong cái cuộc sống của mình. Cho nên nói vì vậy mà Đức Phật nói rằng luôn luôn nói là tất cả ở hiện tượng của thế giới nó là vô thủy và vô chung, nó không có bắt đầu và nó cũng không có kết thúc. Và thường thì chúng ta phải cứ nghĩ rằng cái gì đó nó phải có cái nguyên nhân ban đầu, phải không? Chúng ta luôn luôn đi tìm lại cái nguyên nhân ban đầu, và đến một lúc nào đó thì chúng ta muốn nó có một cái sự kết thúc của nó. Nhưng mà thưa quý vị, nó không có sự kết thúc mà nó chỉ có sự thay đổi và chuyển biến thôi, chứ nó không có kết thúc. Cho nên vì vậy mà chúng ta hiểu, đừng để rồi mình không có bị đóng khung trong cái thời gian, trong cái không gian. Và luôn luôn thì chúng ta cứ có một cái tạo ra một cái khuôn khổ. Và thưa quý vị, cái khuôn khổ đó, thời gian và không gian đó, nó cũng chỉ do cái trí óc của mình và do ý niệm của mình hiện lập lên, chứ nó không có nó không có thật. Và rồi mình cứ cái gì mình cũng đem mình đặt nó vào cái khuôn đó, cái khuôn của không gian, của thời gian mà mình lập ra. Để rồi mình luôn luôn mình đòi hỏi tất cả nó đều phải nằm ở trong cái khung đó, mà chúng ta không có ngờ rằng cái khung đó, thời gian và không gian đó cũng là từ tâm thức của mình tạo tác ra, rồi tự nó đóng khung lại để rồi mình vận hành ở trong, luôn luôn mình vận hành ở trong cái khung đó, là mình cứ muốn cái gì cũng phải đúng như thế này, phải đúng như thế kia, không? Khi mình muốn đúng như thế này, đúng như thế kia, tức là mình đóng khung không gian và thời gian lại. Và không gian, thời gian là cái không gian vô cùng và thời gian là vô tận. Vô cùng và vô tận, cho nên nó không có cái cùng tận của nó. Thì chúng ta không thể nói là 5 năm, 10 năm, không có thể nói 1 năm, 2 năm. Đó, mình phải làm cái gì đó, cho xong, thực hiện cái gì đó, mình không có thể nói. Đóng cung trong cái thời gian đó, và quý vị thấy có khi mình đóng cung trong cái thời gian đó thì đến khi mình làm cái gì đó mà không có kết quả thì mình
học khổ, mà học mà đau khổ. Các quý vị thấy chúng ta đau khổ vì lệ thuộc vào thời gian và không gian rất là nhiều. Quý vị thấy sáng bữa nào mà nói để đi tới chùa sớm để ngồi thiền, mà sáng nay mà mình thấy mình dậy mình thức trễ một chút là mình thấy khó chịu rồi. Bởi vì sao? Bởi vì mình đã bị lệ thuộc vào cái không gian mình đặt, cái thời gian mình đặt ra. Nếu ví dụ như mình an ổn, mình có bị lệ thuộc vào thời gian, vào cái thời gian đó, thì mình dậy trễ một chút thì mình cứ bình thản với cái trễ của mình đi sao? Cứ bình thản với cái trễ mình và mình cứ thảnh thơi để mình đi tới trễ và mình vô mình ngồi thiền trễ. Cái điều đó nó không có gì. Quý thầy không có bắt bẻ gì quý Phật tử hết. Nếu quý thầy bắt bẻ quý Phật tử là tại sao quý Phật tử đi không đúng giờ, thì quý thầy cũng bị lệ thuộc vào thời gian, cũng bị chấp vào thời gian. Và như vậy thì quý thầy cũng sẽ phiền não, phải không? Phiền não thì quý Phật tử phải kể, cho nên cái điều đó chúng ta thấy cái khổ của cái sự tu đó. Tuy nói như vậy không có nghĩa là mình buông trôi để rồi mình không có sắp đặt cái thời gian, phải không? Có nghĩa là sắp đặt thời gian nhưng mà không lệ thuộc vào thời gian, đó là điều quan trọng. Thời gian mình sắp đặt đúng giờ nhưng mà lỡ nó không đúng thì mình cũng vui vẻ với cái không đúng đó. Trong đó là sống không cần thời gian, có nghĩa là muốn làm gì làm, không cần phải quy định thời gian, không cần gì hết, lúc nào cũng rề rà cho lúc nào cũng đi trễ hay là cũng gì đó. Gọi là mình bị cái tâm giải đãi của mình rồi mình đổ, mình có khi mình lấy cái đạo lý để mình biện luận cái sai của mình. Cho nên quý Phật tử nhớ là mình không lệ thuộc bên nào hết, và quý Phật tử nhớ là khi mình dính mắc như là bên kia thì nó cũng là một cái dính mắc, mà dính mắc bên này cũng là một dính mắc. Có nghĩa là lúc nào cũng khăng khăng đi cho đúng thời gian là một sự dính mắc, còn lúc nào cũng bê cũng giải đãi cũng trễ hết rồi nói mình đâu cần thời gian đâu thì mình cứ vậy thì cũng là một sự dính mắc. Cho nên hai cái đó, cái nào chúng ta cũng dính mắc và cũng làm cho mình trở nên bất an. Do đó mà quý vị thấy tu là chúng quý thầy đều nhắc với Phật tử là vượt ra khỏi hai cái sự dính mắc đó, vượt ra khỏi hai cái sự dính mắc đó thì mình sống trong khuôn khổ, sống trong thời gian mà không có lệ thuộc vào thời gian, không có lệ thuộc vào không gian. Mình đặt ra tất cả những cái quy ước, những cái quy định của cuộc sống, mình sống trọn vẹn với cái đó mà không bị cái đó chi phối mình, không bị nó lệ thuộc. Cho nên vì vậy mà chúng ta có tất cả những cái gì mình hiện hữu có ở trên cuộc đời này, nó không có phải là sự chướng ngại cho sự tu tập của mình, mà bởi vì mình không có lấy ra khỏi cái ý niệm hai bên của mình, cái ý niệm chấp của mình bên này và bên kia, thì nó trở thành chướng ngại thôi, chứ nó không phải là những hiện tượng gì trên cuộc sống này làm chướng ngại, làm mình đau khổ. Cho nên mình biết Phật tử chúng ta hiểu rõ để mình thấy được như nên cái điều đó rồi thì quý vị sẽ thấy mình giải quyết mọi vấn đề một cách rất là an ổn, rất là bình an trong cái cuộc sống của mình. Như Đức Thế Tôn ngày dạy rất là rõ rằng thời gian và không gian là những cái sáng tạo phẩm của tâm thức mình, chứ nó không có, cho nên nó không có thật có, và thời gian nó làm thành cho nhau, nó không có cái nào nó chống đối cái nào hết. Chính khi có thời gian thì có không gian, có ý niệm về thời gian là có ý niệm về không gian. Cho nên thời gian và không gian là nó không phải là hai cái thực thể, nó riêng biệt lập với nhau. Do đó mà trong di thức học thì ba cái không gian, thời gian và tâm thức của mình nó liên hệ với nhau, chứ nó không có tách rời. Có tâm thức là có không gian và có thời gian, ba cái đó. Cho nên chúng ta thấy rằng Đức Phật dạy có những cái yếu tố để mà thành lập nên có ra một cái hiện tượng của cuộc sống, của sự sống tạo ra vũ trụ và mọi vật. Đó là mọi vật đều có mặt, đều hình thành bởi đất, nước, gió, lửa, rồi không gian, thời gian, phương hướng và tâm thức. Tám cái đó nó có mặt, nó đều có mặt ở trong nhau. Cho nên có một cái này có, nó mang chứa đựng bảy cái kia. Cho nên tâm thức mình nó chứa đựng
cả bảy cái yếu tố của nhà vật chất, đó là đất nước gió lửa không gian thời gian và phương hướng, để nó hình thành ra một cái hiện tượng của cuộc sống, cho nên chúng ta không có thể tách rời ra được. Cho nên nói đạo Phật mình là di tâm thì cũng không có đúng, di vật cũng không có đúng. Nói là di tâm hay là di vật, chúng ta tách biệt hai cái đó ra là vừa nó có tâm, tâm có mặt là vật có mặt, vật có mặt thì tâm có mặt. Bởi vì như hôm trước chúng ta nói với Phật tử, tâm không phải là cái riêng của mình, mà tâm là sự sống. Cho nên sự sống đó, cái gì ở trên mặt đất này, trên vũ trụ này có mặt là đều có sự sống hết, phải không? Quý vị thấy đều có cái sự sống nằm ở trong mọi sự vật đó, từ cây cỏ cho tới cát đá cho tới mọi thứ, nó đều có sự sống. Bởi có sự sống đó cho nên nó mới có hình thành nên cái đó, cái vật thể đó. Thì như vậy thì đối với khoa học ta nói rằng năng lượng mà cô động lại thì thành vật chất, phải không? Mà vật chất mà giải thể ra, phân tán ra thì nó trở về năng lượng. Thì như vậy năng lượng đó chính là tâm chứ không có gì hết. Thì như vậy tâm của mình cũng ở cái dạng năng lượng, và sự sống cũng ở cái dạng năng lượng. Nó từ cái năng lượng cô động lại để nó biến thành vật chất. Thì cái tâm thức của mình cũng từ cái năng lượng đó biến động, để rồi chúng ta có mặt và chúng ta có cái phân biệt. Từ cái biết không có phân biệt, cái biết sáng suốt thanh tịnh lặng lẽ, mình khởi lên cái phân biệt, để rồi trôi lăn ở trong cái sinh tử luân hồi. Cho nên chúng ta thấy được cái điểm đó rồi thì quý vị nhìn ra được cái chỗ đó thì mình sẽ thấy mình và dạng vật nó không có khác, mà cũng không có phải, không phải khác mà cũng không phải một, phải không? Cũng không phải một mà để quý vị thấy cái sự liên hệ của cuộc sống như vậy. Cho nên rồi khi hiểu được những cái điều đó thì quý vị sẽ thấy rằng cái đời sống của mình sẽ an ổn, sẽ nhẹ nhàng, rất là nhẹ nhàng, rất là bình thản, để mình đón nhận và cũng như mình chuyển hóa, mình thay đổi, mình làm cho cái cuộc sống của mình trở nên tốt đẹp. Mình muốn làm Phật cũng được, mà mình muốn làm ma cũng là mình thôi, chứ không có là ai hết. Không có ai vô đây để mà làm thế cho mình, không ai bắt mình phải thành Phật, mà cũng ai bắt mình phải làm ma hết. Mà chính Phật cũng do mình, mà ma cũng do mình. Cho nên hiểu như vậy thì chúng ta mới thấy cái sự tu nó mới có cái lợi ích, và mình mới thấy đạo Phật là đạo bằng gì đến cho mình một cái cuộc sống. Và chỉ có đạo Phật quý vị mới thấy, nói tới cái cội nguồn đó. Và quý vị thấy rằng đối với khoa học thì ông Einstein ông nói rằng thời gian và không gian không phải là cái một cái thực thể độc lập, nhưng mà khoa học thì chỉ nói tới thời gian và không gian, nhưng mà trong đó không thiếu cái yếu tố của tâm thức. Cho nên không có cái yếu tố tâm thức là ra khi chúng ta bắt buộc phải vũ trụ của mình phải có cái gọi là cái bắt đầu và cái chung cuộc, thì đó là mình bị lệ thuộc vào thời gian. Bởi vì trong cái thời gian nó chỉ là một cái tương đối, chứ nó không phải là cái tuyệt đối. Tương đối là nó đối đãi nhau, nó cái này nó đối với cái kia đối với cái nọ, để nó gọi là tương sinh và tương diệt. Nó sinh ra nhau và đồng thời nó khắc nhau để nó diệt nhau, gọi là tương sinh và tương khắc. Cho nên vì vậy mà quý Phật tử thấy lửa nhiều mà lửa mạnh thì đốt thì nước là sao? Nó khô, phải không? Mà khi nước nhiều thì lửa nó sẽ tắt. Cho nên nó, nhưng mà khi nước và lửa mà hai cái đó chúng ta điều hòa được thì mình sẽ có cái gì? Có cơm ăn, phải không? Vì như vậy quý vị thấy cho nên sống là mình làm gì? Là mình điều hòa cái tương đối đó để mình sống. Cái nó là tương khắc nhau, nó đối chọi nhau, nó chống chọi nhau. Nhưng mà khi mình biết điều hòa nó thì mình mới cuộc sống mình mới an ổn. Ngay cả thân của mình cũng vậy, quý vị thấy không? Cái nào nhiều thì cũng đều sinh bệnh, nước nhiều cũng bệnh. Mà
coi như người mà ít nhiều mọc quá thì cũng bệnh, phải không? Nó mọc ra nó như chỗ này như chỗ kia thì cũng phải nhờ bác sĩ giải phẫu. Thì đó thì quý vị thấy nó, cho nên cuộc sống của mình là làm gì tối ngày là mình chỉ để mình điều hòa, mình làm sao mình điều chỉnh để cho nó quân bình cái những cái chống đối nhau. Do đó mà đối với khi mà chúng ta hiểu được về cái thuyết tương đối của khoa học thì giúp cho mình hiểu được về cái giáo lý, cái chỗ là của đạo Phật nói là không có cái bắt đầu, là không có cái, không có cái chung cuộc, có nghĩa là không có cái kết thúc. Tại vì quý vị thấy khoa học thì nó có một cái giá trị thực nghiệm, cho nên rồi nó giá trị thực nghiệm cho nên khoa học có uy tín, không người ta dễ tin. Bởi vì sao? Bởi vì nói những cái nó nhìn thấy được. Còn đối với đạo Phật của mình cũng là một cái môn khoa học về tâm linh, cho nên cái khoa học cái kia là thực nghiệm. Và ở đây thì chúng ta phải thực nghiệm của tâm linh, chúng ta cũng là một cái khoa học thực nghiệm, nhưng mà thực nghiệm về tâm linh. Cho nên vì vậy mà nó không có cái thấy được, nhưng mà khi mà mình cái người mà muốn nói được lên cái chỗ cái tâm thể đó thì cái người đó phải là cái người thực sống và có cái sự chứng nghiệm được về cái tâm linh đó thì mới có thể soi thấu được cái ngọn ngành của tâm, và mình mới có cái cách để mình nói và nó chỉ cho người ta thấy đi tới một cái sự thực nghiệm được. Chứ còn không thì quý vị thấy nói mình chỉ nói trên cái kiến thức, trên cái kiến giải. Quý vị nhìn vô cái bản 100 pháp và làm ra căn thân và thế giới đó, quý vị thấy mình hiểu gì hết không? Nó rất là không có hiểu được. Nhưng mà rồi quý thầy cũng như qua sách vở và các tổ sư cũng như hòa thượng chỉ dạy thì quý thầy nhớ tới đâu và cũng như qua cái kinh nghiệm tu tập thì chia sẻ với quý Phật tử tới đó để cho mình cùng hiểu với nhau. Thì chúng ta thấy rằng ở trong cái tàng thức hay là a-lại gia thức hay là nói chỗ mà nói là nhị tục thức đó, quý vị thấy rằng nó chứa đựng tất cả những cái hạt giống, và cái hạt giống của gọi là nó là căn bản và nó có sẵn, và cái là nó mới tân quân. Thì như vậy mới tân quân là cái ví dụ như chúng ta khi mà mình thấy rằng mỗi ngày mình có mặt thì mình thấy là chúng ta không có sống, và mình sống luôn luôn đó là mình bị dính mắc vào tất cả những cái ý niệm về thời gian và rồi mình không có hiểu rõ, cho nên nói rằng cái hạt giống đó, và thưa quý vị, cái hạt giống đó nó không phải là cái kết quả của cái kinh nghiệm không, nhưng mà cái kinh nghiệm thực tại, cái hạt giống đó là khi mà mình nói mình mới quân đó thì cái đó là cái gì? Đó là kinh nghiệm của cuộc sống, chứ cái gì hết, phải không? Quý vị thấy cái kinh nghiệm của cuộc sống mình quân nó trở vô thì nó trở thành chủng tử, và chủng tử khi nó biểu hiện ra thì nó trở nên là hiện hành. Thì cái kinh nghiệm trong cuộc sống hàng ngày thì mình cứ nghĩ rằng cái đó là cái mình mới quân vô, phải không? Thì nó gọi là tân quân. Nhưng mà cái đối tượng gọi là tân quân đó, nó chỉ là một cái, những cái kinh nghiệm đó nó chỉ là một phần nhỏ trong cái tổng số của cái hạt giống nó nằm chứa ở trong cái tàng thức của mình. Cho nên quý vị thấy là chúng ta có những cái hạt giống sẵn rồi, nhưng mà những cái hạt giống chúng ta lại cũng có những cái được trao truyền đó. Thưa quý vị, ai trao truyền? Tổ tiên, ông bà, cha mẹ và xã hội, phải không? Cuộc sống trao truyền cho chúng ta những cái hạt giống đó. Và vì vậy mà quý vị thấy cho nên trong cái tàng thức của mình nó chứa đựng những cái hạt giống sẵn có, và cái hạt giống tân quân là được trao truyền, mới bắt đầu trao truyền. Cho nên vì vậy mà khi quý vị thấy khi mình ra đời mình có con thì mình nghĩ rằng, mình quan niệm rằng nếu mà mình nghĩ rằng cái hạt giống là được trao truyền thì người con đó sinh ra thì nó phải giống mình, phải không?
Nhưng mà quý vị thấy có giống không? Hoàn toàn giống không? Nó không hoàn toàn giống. Cho nên nó mang một cái phần tinh quân và đồng thời nó cũng có một cái phần bản hữu sẵn có. Cho nên có những cái mà người con đó sinh ra nó có mục đích cái tinh quân được trao truyền từ cha mẹ thôi, còn cái phần bản hữu sẵn có nó rất là nhiều. Cho nên vì vậy mà quý vị thấy mỗi người con sinh ra là không có đứa nào giống mình hết, không có đứa nào giống mình hết, mà cũng không có đứa nào giống đứa nào hết. Bởi sao? Bởi nó có hai phần. Có hai phần là chủng tử nó đã sẵn có từ nhiều đời nhiều kiếp trước, và cái chủng tử, cái hạt giống mới vừa tinh quân. Tinh quân ở đây là sự có mặt ra đời bởi vì cái hạt giống đó mình gieo để rồi đứa con mình nó có mặt ở cuộc đời này, và những cái một phần nào tánh tình cái gì sự giống của mình đó nó có rất là ít, nó có rất là ít. Cho nên chúng ta thấy cái phần giữa cái hạt giống, cái chủng tử của bản hữu và chủng tử của tân quân để chúng ta thấy, và mình không có ngạc nhiên khi tại sao con cái mình nó không có giống mình, phải không? Thường thì chúng ta hay phàn nàn tại sao con mình mà không giống mình, tại vì mình cứ nghĩ rằng nhân nào thì sanh quả nấy, phải không? Con chúng ta thường nói là con gì đó không giống con nhà lông không giống lông thì cũng giống cánh, tức là cũng phải giống một, nhưng mà nó giống không có thể nào giống hết được, chỉ một phần nào thôi, bởi vì cái hạt giống nó đã nhiều đời và nó nằm sẵn, cái sẵn có nó mạnh hơn, nó nhiều hơn, cho nên rồi ra đời thì cái mạnh đó nó đẩy cho người con biểu hiện cái cuộc sống, cái hạt giống đó là trước, quý vị thấy đó, rồi trong đó nó cho nên rồi mình nhìn, quý vị thấy nhìn, mình nhìn một người và mình không có thể đoán định được rằng cái nhân quả của người đó nó như thế nào, và mình thấy cái đường đi của nhân quả của cái dòng tâm thức của mình, quý vị thấy nó rất là ngồi y tế. Cho nên vì vậy mà quý Phật tử mỗi ngày mình tu tập đó, là mình nhìn lại mình để rồi mình dừng lại tất cả những cái máy động của tâm thức của mình, thì từ từ quý vị mới phát hiện ra được những cái đó, những cái mà mình thấy nó thông sâu ở bên trong. Rồi có những cái điểm mà chúng ta thấy rằng như vậy thì cái thí dụ như chúng ta thấy rằng đối với cái gọi là tân quân đó, thì qua cái kinh nghiệm, qua cái khoa học về di truyền học, thì mình thấy cái điều đó mình thấy rõ, không thấy rõ được rằng cái hạt giống mà được trao truyền đó từ cha mẹ bây giờ mình mới thấy, trong khi đó thì Đức Phật Ngài đã nói hồi cách đây mấy ngàn năm. Cho nên chúng ta thấy những cái hạt giống ở trong tâm của mình nó bắt nguồn từ những cái hạt giống của ông bà cha mẹ tổ tiên, và vì vậy mà khi chúng ta tu tập, và quý vị nhớ có cái câu nói rằng mà một người mà tu á thì bảy đời cha mẹ được siêu thăng, thì quý vị tin không? Như vậy thì mình nghe mình tin vậy, chứ mình không biết là bảy đời đó nó như thế nào. Bảy đời đó là gì? Đó là những cái hạt giống đó, của cha mẹ, của ông bà tổ tiên nó có mặt với mình. Cho nên có khi đó, bảy đời đó, cái hạt giống đó đến cái đời thứ sáu, thứ bảy nó mới bắt đầu biểu hiện ra. Quý vị thấy chứ không phải là nó đơn giản. Và khoa học người ta đã chứng minh bằng cách là nuôi chuột, nuôi một con chuột và cho con chuột đó nó sinh đẻ, và đến cái thế hệ 10 thế hệ, nhưng mà đến cái thế hệ thứ 7 thì nó mới bắt đầu biểu hiện, thể hiện được cái đặc tính của mấy cái đời trước. Thì như vậy thì quý vị thấy, cho nên chúng ta thấy rằng có những cái hạt giống, có những cái chủng tử mà mình thấy nó không biết nó từ đâu, và khi nó biểu hiện ra và cả mình cũng không có ngỡ ngàng, mà không biết tại sao mình lại như vậy đó. Thì đó quý vị thấy, cho nên có những cái từ ông bà cha mẹ đó, trao truyền từ nhiều đời nhiều kiếp, và nó có mặt ở mình và mình không có biết được, và nó biểu hiện ra đó.
cũng như để quý vị thấy rằng nó có những cái điều đó nó có, và chính bản thân chúng tôi nghiệm ra và thấy được rõ một cái điều đó, tức là ngày xưa chúng tôi nghe kể lại thì ông bà cha, ông và ông nội và ba của bạn là cái người rất là mê cờ bạc, cho nên vì vậy mà khi sinh ông bạn ra là cái chủng tử nó đã có sẵn ở đâu trong đó, và cho nên mười mấy tuổi là bắt đầu mê cờ bạc rồi. Và mình nghĩ là không biết tại sao, và cái nó lạ lùng lắm, đi mê đánh bài những cái độ là không phải đánh bài để ăn tiền, mà đánh bài như là một cái cơ, cái bệnh duyên vậy, phải cầm lá bài mới được, còn tiền thì không cần, không quan trọng, mình ăn người ta mình có thể tìm cách, mình rất là đau khổ khi mà mình ăn người ta thua, người ta buồn, người ta khổ, mình thấy mình ái nái, mình đau khổ, mình tìm cách để mình cho người ta, cho lại người ta, còn trong khi mình thua thì không ai cho mình hết, và mình cũng quan trọng cái chuyện đó, miễn là cầm được cái bài. Thì quý vị thấy cái chủng tử đó nó mình không có biết nó từ cái thời nào, cho nên quý vị thấy là gì vậy, đến khi mà rồi trong đó cái chủng tử đó, và nó phải có cái chủng tử khác để đối trị với nó, và chủng tử khác đó là gì, đó là tình thương, đó là những cái trí tuệ, những cái băn khoăn, những cái thắc mắc về cuộc đời, mình cứ nghĩ là tại sao mình phải như vậy, và tại sao phải như vậy, và tại sao phải như thế này, tại sao phải như thế kia, bởi những cái thắc mắc đó, đó mới là cái làm cái chủng tử chủng duyên đó, để nó làm cho mình có cái cơ hội ý thức được và mình dứt bỏ được cái kia. Và cũng như hôm trước chúng tôi có kể với Phật tử là cái tình thương đối với mình, cái tình thương của người mẹ là cái mà dễ đánh động vào mình nhất, cho nên khi mà những cái lúc mà cờ bạc như vậy mới có 15, 16 tuổi thôi, rồi đến đi mẹ cho tiền đi học, nhưng mà rồi trốn đi học cái đi đánh bài, và quý vị thấy rồi một ngày kia khi một buổi chiều thua hết tiền đi lang thang về thì gặp mẹ đi chợ về, thì mẹ mới hỏi vậy chứ sao con bữa nay con không đi học, nó con thua hết tiền, thì bà khóc và bà nói tại sao con làm khổ mẹ như vậy, chỉ một câu nói đó thôi, và từ đó là bao nhiêu cái thói quen kia tự nhiên là dứt đi cái một này, thì quý vị thấy dứt bỏ được cái điều kia liền, và từ đó cho nên chọn một cuộc đời của mình, và khi từ đó cho đến khi mà đi tu là không bao giờ biết cái cây bài là gì nữa hết, coi như là thì quý vị thấy để cái đó là một sự thật để mà nói để cho quý Phật tử hiểu, không có cái gì không thay đổi được, chỉ có là mình biết thay đổi nó hay không thôi, biết cách để thay đổi nó không, cho nên bạn mới nói là tâm thức của mình có thể chuyển hóa nó được, cho nên tất cả những cái hạt giống trong mình có tất cả những cái hạt giống của tốt của xấu, và như vậy thì mình phải làm sao để tưới tẩm để làm cho cái hạt giống tốt nó phát triển, để nó tỏa lấp, để nó để làm cho cái hạt giống xấu kia nó tiêu mòn được, thì chứ không có gì hết á, thành ra không có cái gì mà gọi là không làm được, chỉ là chúng ta phải can đảm để mà làm, cho nên vì vậy mà quý vị thấy cái chủng tử và cái hạt giống đó có những cái điều mà mình có những cái tánh xấu và mình biết nó là xấu, nhưng mà đôi khi mình muốn bỏ nó mà bỏ cũng khó, rất là khó bỏ, thì như vậy quý vị thấy rằng trong con người mình nó giống như là có hai người vậy phải không, một người tốt và một người xấu, và khi cái người xấu kia làm một cái hành động xấu thì có một cái người tốt để mà biện luận, để mà chỉ trích, để mà cái gì đó làm cho nên trong con người mình nó có hai phần, một cái thiện và một cái ác, nó cứ luôn luôn nó giằng co với nhau, nó xung đột với nhau, cho nên quý vị nhớ là bên nào mạnh thì
thì bên đó thắng à. Phải cái xấu mà mạnh thì cái thai xấu nó sẽ thắng, còn cái tốt mà yếu thì cái tốt nó sẽ thua. Còn cho nên vì vậy mà chúng ta tìm tới cái môi trường tốt để chi? Để mình nuôi dưỡng cái tốt của mình, để có cái cơ hội mình được tưới tẩm, mình được nuôi dưỡng cái tốt. Và chính nuôi dưỡng được cái tốt đó thì mình mới chuyển hóa cái xấu cho được. Chứ còn không thì quý vị thấy, cho nên cái tâm thức của cộng đồng nó rất là quan trọng. Cho nên vì vậy mà quý vị thấy à, hôm trước mình nói đó, cái tâm thức nó có hai phần, một phần là riêng và một phần là chung. Cho nên cái riêng là cái biểu hiện nơi mình, và cái chung là cái biểu hiện nơi tất cả mọi người. Cho nên đồng gọi là biệt nghiệp và đồng nghiệp. Đồng nghiệp tức là cái tâm thức cộng đồng, và tâm thức cộng đồng đó nó mạnh á, và mình chỉ có một cái tâm thức gọi là biệt nghiệp cá nhân á, thì khi mình sống ở trong cái tâm thức cộng đồng thì cái tâm thức cộng đồng nó sẽ ảnh hưởng, sẽ lôi mình đi theo cái chiều đó. Và quý vị thấy khi mình về thiền viện Trúc Lâm Minh Chánh thì mình sẽ thấy rằng một ngày trong cái buổi mà sám hối thì mình thấy rất là cái không gian rất là yên tĩnh, rất là đầm ấm, rất là làm cho mình thấy nó rất là thoải mái. Nhưng mà mình nghĩ rằng mình phải sống được với cái tâm lúc nào cũng bình an ở cái khung cảnh đó của đó. Nhưng mà quý vị thấy khi mình bước ra khỏi cái khung cảnh đó rồi thì cái đó nó mất nhỉ, không? Nó mất, nó không còn nữa. Là tại sao? Bởi vì cái tâm thức, cái hoàn cảnh, cái môi trường cộng đồng đó nó làm cho mình phải chạy theo nó. Cho nên bởi vì tâm thức cộng đồng mạnh hơn cái tâm thức, cái hạt giống mà mình tu tập mình đang có, nó rất là yếu. Cho nên vì vậy mà một tuần lễ quý Phật tử phải ráng chịu khó về lại thiền viện một ngày để mình chi, để mình gọi là mình nạp thêm cái năng lượng của mình. Cái năng lượng đó là gì? Năng lượng đó là năng lượng của sự bình an, của cái sự tu tập đó, để 7 ngày kia mình đi vào ở trong cái cuộc sống, trong cái môi trường đó, mình làm cho mình mạnh lên. Thì từ từ mình cái sức mạnh, cái sự tỉnh giác của mình nó mạnh rồi á, thì mình đi vào cái môi trường của cuộc đời mình mới không có bị, mình không có bị mắc mình. Chứ không thì Phật tử thấy cứ mỗi tuần mình về có một chút xíu vậy rồi mình đi ra thì bao nhiêu chuyện thế gian nó lại lo mình, và mình lại đi vào trong đó rồi mình quên mất. Cho nên cái hạt giống kia nó mạnh quá và nó lôi mình. Quý vị thấy như mà cái hạt giống nó có hai phần, thì quý vị thấy cái phần mà tân quân đó, thì mình nghĩ dường như tân quân là cái đó nó không có sẵn, nhưng mà cái tân quân đó nó cũng có sẵn ở trong quá khứ rồi, nhưng mà nó có sẵn mà nó không có quan trọng. Bởi vì nó không có quan trọng cho nên nó không có biểu hiện, và cái mà làm cho nó biểu hiện đó là cái mình mới quân vào. Bởi vì quân đó là làm gì? Làm cho cái hạt giống ở quá khứ nó quan trọng và nó biểu hiện ra thôi, chứ không có gì hết. Cho nên trong mỗi người ai cũng có tất cả những cái hạt giống đó. Và quý vị thấy thí dụ như một người mà không có thích ca hát, phải không? Mình hồi nào giờ mình cũng thích ca hát mà. Rồi mình đi tới nhà bạn, có người bạn tới nhà bạn, rồi bạn mình nó có cái karaoke, phải không? Rồi ngày nó mỗi lần mình tới thì nó ngồi mở ra nó ca, rồi mình nghe mình chơi vậy, rồi mình thôi thì mình cũng ca chút coi làm sao. Rồi tự nhiên mình ca cái mình thích nào cũng hay, phải không? Mình thích rồi mình trở thành cái người hát cũng hay nữa. Và đó thì quý vị thấy cái tân quân đó là cái chủng tử, cái hạt giống đó, thì mình nghĩ rằng cái đó dường như nó là mới, bởi vì mình mới tập đó thôi, thì đó là do mình mới tập. Nhưng mà thực ra thì cái kia, cái hát hay đó, cái thích hát và cái hát hay đó nó có sẵn ở bên trong quá khứ rồi, nhưng mà nó không có cái cơ hội để biểu hiện, nó không có cái môi trường, nó không có cái thuận duyên, cho nên nó không có biểu hiện ra. Và quý vị thấy khi mình tới, mình gặp, mình rời, mình tiếp xúc, thì đó là gì? Đó là mình gieo cái chủng tử mới. Nhưng mà cái chủng tử mới nó lại có sẵn cái chủng tử cũ ở bên trong. Cho nên cái chủng tử mới và cũ, hai cái đó nó thực ra duyên cũng là
là nhân mà cái nhân của kia nó cũng là nhân. Cho nên quý vị thấy nhân duyên và quả đó, mình chia nó ra, đây là nhân, đây là duyên, đây là quả, nhưng mà thực ra ba cái này nó đều là vừa là nhân, nó vừa là duyên, mà đồng thời nó cũng vừa là quả. Cho nên vì vậy mà quý vị thấy khi nói là cái nhân mà mình mới vừa quan vô, nhưng mà thực ra nó là gì, nó cũng mang cái duyên đó để nó đưa vào trong cái nhân của quá khứ, và nó làm cho cái nhân của quá khứ đó nó biểu hiện lên và nó mạnh lên, nó lớn lên. Chứ không phải là mình cứ tưởng rằng nhân hiện tại và nhân quá khứ là hai cái đó nó khác nhau, nó không có khác nhau, mà nó chỉ là một thôi. Thì cái mình quân vào đó là cái duyên để thúc đẩy cho cái nhân của nằm sâu ở trong tàng thức của mình nó trỗi dậy, nó biểu hiện lên. Thì đó, như vậy thì quý vị thấy nói tới nhân thì nhân của quá khứ, hay là nói tới nhân của hiện tại, thì quý vị biết rằng khi mình quân đó là mình làm cái gì, là làm cái gì, tưới tẩm, là làm cái gì để cho cái hạt giống ở trong quá khứ tàng thức của mình nó phát triển lên giống cái gì đó. Thì như vậy là vừa quân mà quân đó, chủng tử đó mà cũng là tạo cái duyên để tưới tẩm cái hạt giống của quá khứ để cho nó lớn lên. Cho nên nhân duyên quý vị thấy chia sẻ ra cái sự thực của cái cuộc sống, cái sự vận hành của cuộc sống đó, thưa quý vị, của tâm thức mình và của cuộc sống mình, nó không có thể diễn bài được, không có thể nói ra cho nó hết được. Cho nên chân lý là cái mà không có thể diễn đạt được. Cho nên vì vậy mà quý vị thấy nói lòng vòng thì mình sẽ thấy nó có những cái mâu thuẫn à. Nếu mà mình nhìn trên cái tương đối á, thì quý Phật tử nhìn trên cái tương đối là chúng ta sẽ thấy có những cái nói ra là nó sẽ có những cái mâu thuẫn. Nếu chúng ta không có khéo nhìn thì mình sẽ thấy nói nhân, nói duyên, nói quả, rồi vòng vòng mình cũng sẽ thấy sao cái này nó mâu thuẫn với cái kia, nó có những cái nó mâu thuẫn. Đó là vì vậy mà quý Phật tử thấy chỉ có ráng tu, quý Phật tử nhớ là mình chỉ có ráng tu thì mình mới hiểu ra hết được những cái đó. Và khi mình hiểu được rồi thì mình mới thấy rằng không có cái gì để mình thấy nó mâu thuẫn gì hết, nó không còn quan trọng đối với mình nữa. Bởi vì mình thấy tất cả mọi thứ chỉ cũng là ý niệm, là khái niệm do mình khuôn khổ, mình quy ước, mình đặt ra. Rồi thành ra khi trên tương đối đặt ra cái này thì nó lại trở thành chống đối với cái kia, mâu thuẫn với cái kia vậy thôi, chứ không có, nó không có cái gì nó lạ hết. Nên do đó mà quý vị thấy tất cả có những cái hạt giống nó nằm sẵn nơi mình, và khi đủ cái duyên thì nó biểu hiện thì như vậy. Nó hai phần chúng ta nói rằng khi mà mình phân biệt để mà thấy rằng đây là mới, kia là cái nằm sẵn cái cũ, đó là mình phân biệt để cho mình biết và mình tu vậy thôi, chứ còn thực ra nó không có khác, nó không có chống đối với nhau. Do đó mà chúng ta hiểu rằng khi được cái tưới tẩm và được cái tăng thượng duyên á, thì cái điều kiện để mà cho cái hạt giống đó nó có mặt, cho nên cái hạt giống nó sẵn có, nó nằm ở đó, nhưng mà nó rất là yếu. Có khi 10 năm, có khi 20 năm, hàng chục năm rồi không có cái cơ hội để nó được cái duyên để nó phát triển. Được gọi là cái duyên đó gọi là gì? Cái duyên đó mà nói theo cái chữ danh từ hạt giống á, thì hạt giống là nó muốn phát triển thì nó phải có cái sự tưới tẩm nó. Thì cái duyên mà mình tiếp xúc đó là cái duyên để mình tưới tẩm cái hạt giống của mình. Cho nên quý vị thấy cái từ tưới tẩm thì mình nghe nó lạ phải không? Nó nhưng mà tưới tẩm nó là gì? Đó là cái duyên, mình tạo cái duyên, mình gần gũi. Ví dụ mình có cái tánh cờ bạc mà mình cứ gần gũi những người cờ bạc, những cái nơi cờ bạc, thì đó là cái duyên để tưới tẩm cái hạt giống của mình, hạt giống chủng tử của mình. Thì quý vị thấy ví dụ như những người mà có cái hạt giống đó rồi, dù mình đã bỏ rồi, nhưng mà giờ thỉnh thoảng quý vị tới ngồi ăn nơi nào mà có những cái duyên đó, thì nhiều khi cái chủng tử đó nó vẫn máy động, và nếu mình không kiểm soát thì quý vị thấy nó sẽ hiện lên rất là dễ dàng.
mình không có không còn đam mê nó nữa, nhưng mà đôi khi tay chân mình vẫn rờ ngó đụng vào những cái đó. Quý vị thấy nó rất là di tế, nó di tế của nó dù rằng mình không còn đam mê nhưng mà nó vẫn mình vẫn dính vào ở trong đó một chút xíu. Để cũng như quý vị thấy ngày khi Nhật Ca Diếp hay ai đó mà ngày chứng La Hán rồi, nhưng mà khi ngày hồi xưa ngày có cái chủng duyên là ngày thích ca hát, thích ca múa đó, thì lúc đó có người ở cõi trời xuống hát nhạc để mà cúng dường cho Phật đó, thì ngày Ca Diếp ngày cũng đứng lên ngày múa theo. Thì quý vị thấy đó là cái hạt giống, cái chủng tử nó có sẵn, và khi mình quên đi thì nó lại hiện ra. Nó là như vậy. Cho nên quý vị thấy có khi trong người thánh nhân cũng có những cái hạt giống của phàm phu, và trong phàm phu cũng có sẵn cái hạt giống của thánh nhân. Cho nên nói tu mà nói hết là phải đi tới cái quả vị Phật thì mới hết tất cả những cái đó. Còn là hàng thánh hàng tổ thì những cái tập khí đó nó vẫn còn. Cho nên mới nói gọi là ngộ rồi thì tuy đồng Phật nhưng mà nhiều đời tập khí nó vẫn còn sâu dày. Đa sanh tập khí thâm, đa sanh tức là nhiều đời cái tập khí, nhiều đời của mình nó vẫn còn dấy lên, giống như là những cái lượng sóng gọi là gió dừng mà sóng vẫn còn dỗ, nghĩa là gió đã dừng rồi nhưng mà sóng nó vẫn còn lao sao, nó vẫn còn ấy. Thì đó là quý vị thấy tập khí là như vậy. Đó là những cái chúng ta tu rồi mình nhìn cho kỹ thì quý vị mới thấy rằng nó vui khi mình tu và mình có cái niềm vui là mình chuyển hóa được, thì mình mới thấy tu là một cái niềm vui của mình. Chứ còn không thì quý vị thấy mình cứ nói mình đi chùa nhiều, mình tụng kinh nhiều, mình ngồi thiền nhiều, nhưng mà tại sao cái phiền não của mình nó cứ mà tại vì mình có chịu nhìn rồi mình quán chiếu nó, rồi mình mới có cái cách để hóa giải nó được. Còn không thì quý vị thấy rằng do tại sao, tại vì mình cứ để cái cuộc sống của mình, cũng như chúng tôi thường nói là cái dòng tâm thức của mình nó nhanh quá đi, mình cứ để cho nó cứ chạy theo nó, mình đồng quá mình trong đó rồi, phải không? Cho nên đồng quá mình trong đó, cho nên có nghĩ là phải có mình, có nó vận hành thì mình mới thấy mình có mặt, còn nó không vận hành là giống như mình không có mặt. Do đó mà quý vị thấy lúc nào mình cũng nghĩ hết, nghĩ cái này tới nghĩ cái kia, mình lao theo cái nghĩ đó, cho nên mình không có thấy được. Do đó mà khi tu á là mình phải chậm lại là để có cái cơ hội mình nhìn lại nó đó. Quý vị phải nhìn ra nó, nhìn ra từng cái giận, cái buồn, cái hờn, cái ganh tị, cái đố kỵ, cái lòng tham gì của mình đó, mỗi cái niệm nó dấy lên, mỗi cái niệm nó dấy lên là mình phải thấy nó, và chỉ thấy nó thôi. Quý vị thấy nó và mình có thể mỉm cười, mình chào nó, mình nói bạn là cái cơn giận của tôi hả, chỉ cần nói nhiêu đó thôi à. Chứ còn mình không có thấy nó thì quý vị thấy làm sao? Là lúc mình không thấy nó là lúc đó mình nổi giận lên rồi, phải không? Đã nổi giận lên rồi, rồi sau đó nó nhìn lại thì nó trễ rồi. Và quý vị thấy bao nhiêu cái sự đổ vỡ rồi. Còn bây giờ mình có một cái để nhìn tất cả những cái kia đó. Lâu nay thì mình đồng quá mình trong những cái đó, bây giờ mình không thèm đồng quá mình trong những cái đó nữa, mà mình là người nhìn được những cái đó. Cho nên khi muốn nhìn được những cái đó thì quý vị phải làm gì? Phải mình làm cái gì, mình biết mình đang làm việc đó thì mình mới nhìn ra được, phải không? Tại vì mình ví dụ bây giờ mình cầm ly nước, mà khi quý vị cầm ly nước lên uống mà mình không thấy rõ mình đang cầm ly nước thì mình sẽ bị nó sao? Bị cái ý niệm kia nó dẫn mình đi mất rồi, phải không? Nó dẫn mình đi vừa uống nước nhưng mà trong đầu mình vừa nghĩ cái gì đó lung tung hết. Thì quý vị thấy do vì vậy mà mình làm chậm lại bên chim để thấy rằng mình đang uống nước. Và thưa quý vị, không phải là mình chỉ thấy mình bưng cái ly nước mình để lên thôi, mà quý vị phải thấy từng một cái tích tắc của trong cái nước nó vô trong miệng mình như thế nào và mình uống như thế nào.
nó một cái hương vị nó ra làm sao, và khi quý vị để cái tay mình xuống mình phải thấy rõ, thì như vậy đó nó mới gọi là mình sống mới được với cái sự sống thật, phải không quý vị? Thấy còn không á thì mình sống với cái gì? Mình sống với cái đã qua, cái đã chết đó, và cái chưa tới không à, phải không quý vị? Ngồi đó nghĩ tới những gì mình sẽ sắp đặt cho ngày mai, cho ngày kia, mình ngồi đó mình mơ mộng, tức là mình sống với cái chưa tới. Mà chưa tới thì quý vị ngồi đó quý vị suy nghĩ, quý vị nghĩ là và mình có một cái thói quen là mình nghĩ cái gì là mình cứ cho cái đó nó sẽ có mặt, phải không? Nó sẽ thực có, cho nên rồi mình ngồi đó mình chờ hoài mà nó không tới thì đau khổ, hay có khi cái chuyện đó nó đến mà nó không có giống như ý mình, cho nên mình đau khổ chứ không có gì hết, phải không? Còn khi chúng ta đừng có bị mắc kẹt trên cái đó và mình sống, mình cứ thấy rằng cái gì ở hiện tại mình chấp nhận nó vậy đó, mình biết nó xảy ra như vậy thôi. À, dù người ta thương thì mình cũng biết là người ta thương mình, người ta ghét mình thì mình cũng biết là mình ta ghét mình. Mà thương và ghét nó đâu có, nó đâu có dính gì tới cái biết của mình đâu, phải không? Mình cái biết người ta ghét và biết người ta thương đó nó không có dính gì hết, nhưng mà tại vì mình dính vào cái thương, vào cái ghét, cho nên mình đồng quán và mình cho mình là cái thương hay là mình cho mình là cái ghét, cho nên hai cái đó nó mới làm mình khổ thôi. Chứ còn cái mà mình biết được rằng người đó thương hay người đó ghét nó không có khổ, phải không quý vị? Thấy bài vậy không? Cho nên mình dính vào cái thương thì mình thấy mình thích, còn khi mình dính vào cái ghét thì mình thấy mình khổ, chỉ có vậy thôi. Còn cái rõ biết như cái sự sống là cái luôn luôn nó có mặt ở đó, nó không có bao giờ mất hết. Mà cái còn cái thương, cái ghét, cái giận, cái hờn thì nó có rồi nó mất, nó sinh rồi nó diệt, nó cứ như vậy hoài, và chúng ta cứ chạy đuổi lao theo cái sinh cái diệt đó, phải không quý vị? Thấy như vậy thì mình sinh diệt, cái sự sinh diệt ở trong tâm của mình nó mới biểu hiện ra cái dòng sinh diệt của hiện tượng bên ngoài, chứ không có gì hết, quý vị thấy. Còn nếu không thì mình không có cái ý niệm về sinh diệt, mình không có chấp, mình không có tự mãn khi mình sinh ra, và mình không có đau khổ khi mình chết đi, thì sự sống nó là như vậy thôi. Sự sống là có một cái dòng có mặt rồi hết, hết ở chỗ này để rồi có mặt ở chỗ khác, vậy thôi, phải không? Thì bây giờ mình biết rằng mình chết là mình thay đổi một cái hình thức và mình bước sang một cái đời sống mới, thì mình phải làm gì? Mình phải làm cái gì để mình bước sang đời sống mới đó, mình đừng khổ nữa. Bây giờ mình lỡ tạo những cái gì đó khổ ở hiện tại rồi, mình khổ, mình buồn, mình phiền não, mình giận hờn đủ thứ hết rồi, bây giờ mình chuẩn bị cho cái ngày mai mình ra đi, mình bước sang một cái đời sống mới, thì mình phải làm cái gì đó để cho đời sống sau mình được an ổn, được vui vẻ, được hạnh phúc, vậy thôi. Chứ đâu cần phải, đâu có sợ, đâu cần còn phải sợ sư tử nữa, phải không? Bởi vì sợ có khỏi không? Sợ cũng có khỏi đâu, phải không? Thì tại sao phải sợ? Tội gì phải sợ chứ? À, và mình biết như vậy thì mình mỉm cười với cái chết nó đến, và mình để mình đón nhận một cái sự sống mới nó tốt đẹp hơn. Tốt đẹp do cái nhận thức, nhận thức của mình trên cái lẽ thật của cuộc đời. Khi mình nhận thức được thì cái sự sống nó sẽ tốt đẹp, và khi mình nhận thức được lẽ thật của cuộc đời rồi, mình có mặt ở đời sau, dù mình sinh ra ở một cái trong một cái gia đình nghèo khổ, tương rau ngày hai buổi, mình vẫn thấy hạnh phúc như thường. Tại vì sao? Tại vì mình thoát khỏi cái kia rồi, thì mình sống với cái thật của mình, thì sinh ở đâu cũng vui hết, cũng đẹp. Vì vậy mà thiền sư mới nói rằng sinh như đắp chăn đông và tử như cởi áo hạ, hay là sinh tử như là sinh ra, sinh tử như là đi dạo ở trong hoa viên vậy thôi. Mà quý vị thấy dạo hoa viên thì đẹp hay là xấu? Đẹp, phải không? Bởi vì hoa viên là đẹp cho nên mình mới đi dạo ở trong đó, phải không? Chứ không, nếu mà xấu thì mình đâu vô đó mình dạo chi. Cho nên vì vậy mà sinh tử phải đi trong sinh tử như là đi dạo ở trong hoa viên, thì không có gì phải khổ á. Quý vị tự thấy không có gì phải khổ, mà khổ là tại mình làm cho mình khổ. Cho nên quý vị thấy ý niệm mình làm dựng lên một cái tôi để rồi, cũng như chúng tôi thường nói với Phật tử, mình dựng lên một cái tôi để rồi mình
có cái ảo tưởng về một cái tôi, cho nên rồi mình phải chấp nhận có một cái ảo giác về khổ đau hay hạnh phúc, chỉ có vậy thôi. Chứ thực ra quý vị thấy nó chỉ là những cái lăng xăng ở trong cái cuộc sống của mình, nó không có cái gì quan trọng hết. Cho nên sự quân tập cái chủng tử là nó rất là cần thiết cho cái đời sống của mình. Cho nên quý vị thấy trong cái đời sống của mình quân tập những cái nào, thì mình quân tập cái điều tốt đẹp, cái điều an vui, cái điều hạnh phúc, thì cuộc đời hiện tại mình được tốt đẹp, được an vui, được hạnh phúc. Và bỏ cái thân này mình bước sang một đời sống mới thì mình cũng được an vui, cũng được tốt đẹp, cũng được hạnh phúc. Cho nên mà thưa quý vị, không phải là cái quân tập có nghĩa là đợi mình hiểu biết rồi mình mới quân không. Mà thưa quý vị, quân tập đó nó rất là kỳ đặc, là có thể một đứa bé nó chưa hiểu gì hết nhưng mà nó vẫn quân tập được. Tức là khi mà chỉ là còn ở trong bụng mẹ thôi, nhưng mà khi tất cả những cái gì mà người cha và người mẹ làm biểu hiện ở trong đời sống, thì chính những cái đó lại là những cái đi quân tập vào trong cái tàn thức của đứa bé. Cho nên quý vị thấy nó, cái sự quân tập đó nó là một cái hạt giống đó, chủng tử đó, nó là vì nó là cái dạng năng lượng. Cho nên quý vị thấy ở trong cái tàn thức của đứa bé đó, nó đã bắt đầu, dù rằng nó chưa hiểu biết nhưng nó đã bắt đầu tiếp nhận cái năng lượng của cuộc sống. Cho nên vì vậy mà cha mẹ mà có một cái hành động, khi cha mẹ để cho những cái hành động của hạnh phúc hay của khổ đau đó, khi mình mang đứa bé, khi mà mình mới mang thai đứa bé mà mình giận hờn, mình bực bội, mình đau khổ, thì cái năng lượng đó nó ảnh hưởng tới đứa bé rất là lớn. Và có những đứa bé mà quý vị thấy khi nó sinh ra, lúc nó mang thai, cha mẹ mang thai á, thì cứ cãi nhau đủ thứ chuyện hết. Và rồi khi đứa bé nó ra đời thì cha mẹ cũng vẫn tiếp tục cãi nhau, tiếp tục làm những cái đau khổ đó. Và đứa bé đó, nó chưa hiểu gì nhưng mà nó vẫn tiếp nhận được. Và vì vậy mà khi nó lớn lên một chút xíu á, và khi để người ta để một đứa bé ở trong một cái phòng cho nó những cái đồ chơi, những cái bánh, những cái màu sắc đó, thì nó chơi nó vui vẻ với những cái đó. Nhưng mà khi nghe tiếng động của cha mẹ mở cửa thì tự nhiên nó sợ hãi và nó ngừng chơi lại để nó sợ hãi. Rồi dù cho người cha mẹ nó tới ôm nó thì nó vẫn không có phản ứng gì hết, bởi cái sợ hãi đó nó không phản ứng gì hết. Và khi người mẹ, người cha nó đi ra khỏi phòng thì đứa bé nó lại tiếp tục vui vẻ nó chơi với những cái băng của nó, những cái màu sắc của nó, những cái đồ chơi của nó. Thì như vậy thì quý vị thấy cái sự khi mình có con rồi thì cái ảnh hưởng khi mình sắp sửa, cho nên những bà mẹ tương lai, những người cha tương lai, mình phải thấy được cái chỗ đó để mình tu tập và mình làm sao để cho mình cho ra đời một cái sinh mạng, thì một cái sinh mạng đó nó phải tốt đẹp như thế nào. Đó là một phần của cha mẹ ảnh hưởng. Cho nên khi mình mang cái đứa bé thì cái tàn thức của nó đã bắt đầu tiếp nhận tất cả những cái hạt giống của hạnh phúc, của khổ đau mà cha mẹ sẽ trao truyền cho đứa bé đó. Cho nên hàng ngày mình gieo vào tàn thức của mình, người cha người mẹ gieo vào tàn thức của mình cái gì thì cái đó nó sẽ đi qua đứa con, ảnh hưởng qua đứa con trong khi còn ở trong bụng mẹ. Cho nên lúc đó là mẹ ăn là ăn cho ai? Ăn cho hai người chứ không ăn cho một người, phải không? Thì như vậy tất cả mọi hành động đó, ăn cho hai người, uống cho hai người, buồn vui lo lắng khổ đau cũng đều ảnh hưởng tới đứa bé đó hết. Cho nên ở đây quý vị nào trẻ trẻ mà chuẩn bị lập gia đình thì quý vị phải tập để mình sống làm sao để mình biết rằng mình cho ra đời một cái sinh mạng, thì cái sinh mạng đó nó phải tốt đẹp và phải đầy đủ khỏe mạnh, và cũng như để cho tương lai. Và khi quý vị thấy khi mình sống mà mình không có
thực tập, mình không có tu tập, mình không có chánh niệm, thì mình cho ra đời những đứa bé, mình gieo vào trong cái tâm thức của những đứa bé đó những niềm đau, những nỗi khổ, thì nó lớn lên, nó mang cái niềm đau, nỗi khổ đó nó dung giải cho người khác. Cho nên mình phải phải khéo, biết gìn giữ, để rồi nuôi dạy con cái mình. Ta nói là nuôi con không phải là đợi đợi con lớn mới dạy con từ thở còn thơ không, nhưng mà có khi thưa quý vị, đối với đạo Phật á, thì Phật dạy là mình phải dạy con mình từ đầu, từ ở trong bụng mẹ, và từ trong bụng mẹ mình phải dạy nó bằng cái gì, bằng cuộc sống của mình, bằng hành động của mình mỗi ngày. Cho nên khi mình sống trong cái chánh niệm, mình niệm Phật, mình tụng kinh, đó là mình gieo vào cái tàn thức của đứa con những cái chủng tử tốt. Cho nên có những người mà cha mẹ mà khi khi mà nguyện sinh con, muốn sinh con á, thì muốn sinh con cho giỏi, cho đẹp, cho tốt á, thì tụng kinh gì? Kinh Pháp Hoa, phải không? Thì tụng kinh Pháp Hoa, nhưng là quý vị biết thầy Tỉnh Đường không? Ở đây chắc quý vị biết thầy Tỉnh Đường không? Thầy Tỉnh Đường ngày xưa ba mẹ của thầy là khi mà muốn có con á, và tụng kinh Pháp Hoa không, và xin ra thầy Tỉnh Đường, rồi xin ra thầy Tỉnh Đường lớn lên trong cái tu mất tiền. Và cũng như trường hợp của chúng tôi thì chúng tôi á, thì có vợ mà không có con, cho nên bắt bà vợ lớn á, phải cưới bà bé để có con. Có con thì sinh ra người chị gái thì, rồi không có con trai, cái bà mẹ bà mới phát nguyện, phát nguyện là nếu sinh con trai á, thì bà ăn chay trường và tu, và coi như từ khi mang thai á, là cứ niệm Phật, niệm Phật với ăn chay trường rồi đến khi sinh ra bạn thì nghĩ rằng có con trai là để nó giỏi, không nó giỏi tâm đường không, nhưng mà lớn lên cái đi tu mất tiêu. Thành ra quý vị thấy cái đó nó ảnh hưởng rất là lớn. Cho nên vì vậy mà khi mình mang thai con cái mình á, thì mình phải tập, mình phải làm những cái điều tốt, những cái gì đó trong cái đời sống hàng ngày của mình, mình phải tập cho mình có sống có tốt đẹp, có chánh niệm, có từ bi, có thương yêu, có bao dung, có tha thứ, thì tất cả những cái đó nó sẽ đi vào trong đứa con, để gọi là cái gọi đó là chủng tử, đó là chủng tử được trao truyền. Cho nên chủng tử được trao truyền và chủng tử của quá khứ, thì cho nên vì vậy mà chúng tôi mê cờ bạc. Và bởi chủng tử của ai? Chủng tử của cha và chủng tử của quá khứ. Trong khi đó chủng tử tu thì nó cũng có. Cho nên ra đời, cuộc đời giữa hai cái đó, giữa cái tốt và cái xấu, nó luôn luôn nó xung đột với nhau. Thưa quý vị, có khi mình ngồi mình nghĩ tới cái chuyện tại sao người ta giành giật nhau, hơn thua nhau, cãi quấy nhau, thì cái điều đó nó đẩy cho mình đi về cái hướng tu tập. Nó làm cho mình, và hồi xưa thực ra chúng tôi cũng có biết rằng mình có cái chủng tử tu hay là gì hết, nhưng mà mình cũng biết tu là gì nữa. Mà ngay cả bà mẹ mình sinh ra mình niệm Phật, khuyên mình con phải niệm Phật đến chi để được tai qua nạn khỏi, thì lúc đó mình nghĩ, mình liền nghĩ, ủa như vậy thì thương mẹ thì mỗi tối nào trước khi đi ngủ nằm bên bà cũng phải niệm Phật cho bà nghe, thì phải niệm, nhưng mà không có tin. Mình nghĩ mà hồi đó mình mới có mười mấy tuổi, 12, 13 tuổi, mình nghĩ là tại sao mà mình niệm Phật mình được tai qua, trong khi đó ví dụ mình làm một cái điều xấu, một cái điều tội lỗi nào đó, rồi mình niệm Phật cho nó hết tội, mình chúng ta không có tin cái điều đó. Cho nên niệm thì niệm mà không có tin, niệm gì thương mẹ thì niệm Phật cho mẹ vui lòng, nhưng rồi đến khi lớn lên á, thì càng lớn lên á, thì những cái điều băn khoăn về cuộc đời nó càng mạnh lên. Những cái tại sao mình nghĩ người ta nói thương nhau, yêu nhau, mà rồi nói thương nhau đó, như vậy thì thương nhau, yêu nhau để gần gũi nhau, nhưng mà gần gũi nhau sống với nhau rồi chừng dài 3 năm hay là 5-10 năm rồi cứ chửi nhau, rồi đem tên tuổi cha mẹ ra hai bên chửi nhau, chứ mà mày tao, tao mày sống ở trong cái cảnh, trong cái gia đình đó mà mình cứ 2-3 ngày là ta chửi nhau vậy, cái mình tự nhiên mình ngồi nói, ủa như vậy thì tình yêu là cái gì ha?
yêu thương, yêu thì không có giận, mà đã giận thì như vậy thì tình yêu nó là cái gì, nó có thật băn khoăn như vậy. Và cái những cái niềm băn khoăn đó rồi á, người ta dành dịp nhau mình nói cái này là đúng thì người khác nói là sai, thì như vậy ai đúng ai sai, mình cho mình là đúng á, thì người khác lại sai, thì như vậy nó mâu thuẫn giữa cái đó và tìm cái đúng cái sai nó không có. Cho nên mình hồi xưa chưa biết tu thì mình muốn lúc nào cũng phải hoặc là mình đúng hoặc là người kia đúng, hoặc là mình sai hoặc là người kia sai, chứ nó không có cái. Nhưng mà tìm thì nó không có thể nào mà tìm ra được cái đúng cái sai hết. Cho nên vì vậy mà những cái đó nó làm cho mình cứ băn khoăn, cứ thắc mắc. Và cuối cùng quý vị thấy cái niềm băn khoăn thắc mắc đó nó đưa đi tới cái chỗ là quá chán chường, không chán chường cuộc đời đến cái độ mà mình đi đâu mình cũng gặp đó. Toàn là người ta giành giật hơn thua phải quấy, rồi mình sống mình thì không có thể nào hơn thua phải quấy được, bởi vì có cái chủng tử gì đâu bên trong đó, nên thành ra nó không có cho mình cái hơn thua phải quấy đó. Do đó vì vậy mà chán, thưa quý vị, chán sống ghê lắm. Và quý vị, như chúng tôi cũng có kể cho quý vị nghe rồi không, là đến cái độ mà chúng tôi phải tự tử, hãy quyết định một cái cuối cùng là muốn thoát ra khỏi những cái phi lý, những cái đúng sai phải quấy tốt xấu đó của cuộc đời đang vận hành đó, thì chỉ có cách là mình phải chết đi, mình phải thoát ra khỏi nó thôi. Tại vì mình chết rồi mình không còn nhìn thấy nó nữa thì mới là gọi là thoát ra khỏi nó. Là hồi xưa mình chưa biết tu thì mình nghĩ rồi nó đơn giản vậy. Và cuối cùng chuẩn bị cho một cái cuộc tự tử đó thì mới gặp được Phật pháp. Và chỉ nghe được một cái điều mà nghe được một cái điều mà nhận ra được đó là biết rằng đau khổ hay hạnh phúc là từ tâm mình, chỉ có câu đó thôi. Là như vậy thì đúng sai phải quấy tốt xấu hơn thua cũng từ tâm mình. Có bao nhiêu câu đó mà mình tỉnh được. Và nói rằng trong cái con người, trong cái sự mâu thuẫn tốt xấu hơn thua phải quấy đó, có một cái nó thoát ra khỏi cái tốt xấu hơn thua phải quấy, và cái đó đó mới là cái sự sống thực của mình. Và nghe được câu đó thì con ấy tỉnh ngộ ra và bỏ cái ý định tự tử để mà đi tu. Thì quý vị thấy nó cũng là một cái duyên, có sẵn cái chủng duyên trong đó rồi, cho nên khi nghe một câu thì mới tỉnh được. Chứ còn có cái kia thì quý vị thấy nghe thì nghe nó cũng không có vô được, không có hiểu được. Cho nên tỉnh được cái câu đó và cuối cùng rồi tổng quyết định đi tu. Đi tu và lần vò để mà gặp được Hòa Thượng cũng là một cái điều, cũng là một cái duyên nữa. Nó cũng cay đắng và nó cũng đủ thứ hết. Rồi mới được gặp Hòa Thượng, và cuối cùng gặp Hòa Thượng thì nó là niềm tin nó không có còn vui sụp nữa. Và tại vì sao? Tại vì những ngày mà lên trên không giảng thì nghe Hòa Thượng giảng thì nghe tới đâu là ông tặng rớt nước mắt khóc tới đó. Là tại vì bởi vì những cái mà mình băn khoăn lâu nay mình thắc mắc nó được cởi mở ra, và mình mới thấy rõ rằng chỉ có đạo Phật mới giải quyết được vấn đề khổ đau sinh tử của mình thôi, chứ không có ai khác. Và đạo Phật và chính tự nên mình học giáo lý đạo Phật để mình tự nên mình giải quyết những cái khổ đau của chính mình thôi, chứ không có ai giải quyết được hết. Cho nên từ đó mà khi đó thì lúc đó mình mới quyết định tu, và mình nghĩ rằng rồi quý vị thấy mà sở dĩ bây giờ Hoàng Tăng mang cái bệnh nặng á, là lý do là mình hiểu giáo lý, mình ham tu á, mình mê tu á, mình không có hiểu rõ, tức là nghe ba chớp ba nhán. Tại vì ham tu á, vô nghe đâu thì mình cứ ôm lấy cái đó, cho nên chính vì nghe ở đâu mà ôm lấy cái đó thì nó rất là nguy hiểm. Cứ nghĩ rằng Đức Phật nói cuộc đời là vô thường, thân này là tạm bợ, là hư giả, mà mình muốn thấy được cái thật đó, thì mình phải buông bỏ cái vô thường, cái hư giả này thì mình mới thấy được cái thật. Cho nên cái chuyện buông bỏ đó, thưa quý vị, mình cũng phải dè dặt, cũng phải nhìn cho nó thấu đáo. Cho nên thường chúng tôi nói qua cái kinh nghiệm đó, và chúng tôi nói với Phật tử là buông chứ không bỏ là được. Là tại vì sao? Tại vì nó là như vậy rồi, cuộc đời nó đã như vậy, mình không có bỏ nó được, mà chỉ buông cái sự dính mắc của mình cho nó thôi. Cũng như mình có cái thân này ra đây rồi, mình bỏ nó đi đâu? Cho nên chỉ tại vì lâu nay mình chấp là mình thật, cho nên mình mới khổ đau, mình mới thấy
khổ đau mới thấy hạnh phúc, mới thấy phải, thấy quấy, thấy đúng, thấy sai, bởi thấy mình thật. Còn bây giờ khi mình biết mình không thật, mình vô thường, thì mình buông cái chấp về thường, về nhãn, về tôi của mình đó, thì tự nhiên cái kia nó hết rồi, nó hết đau khổ rồi, chứ đâu có cái gì để mà phải bỏ cái thân này. Thì như vậy đâu có tội gì mình phải bỏ cái thân này phải không? Cho nên do đó mà khi nói hiểu tới vô thường thì mình lại nghĩ rằng cái thân này nó là vô thường, thì mình xem thường nó và mình làm tất cả mọi thứ để mình thấy được cái chân lý, cái thường. Bởi vì vậy cho nên mình làm, và quý vị thấy chúng tôi làm ở nhà, ở ngoài đời làm ở đến chi, để cái mục đích là để lại để nhờ người khác nuôi mẹ mình để mình đi tu, cho nên rồi xả thân để làm, không có kể gì hết. Rồi vô chùa khi đó, đi tu được rồi vô chùa nghĩ thì con thân này nó cũng vô thường, nó cũng tạm bỡ, thì con mình cứ đem ra hết cái sức của mình để mình phục vụ cho Tam Bảo, cho nên tiếp tục làm nữa, làm tới lúc nào đó. Rồi đạo thì chưa ngộ, Phật thì chưa thành, mà cái thân để nó hoài, thì nó quý vị thấy là nó đã ra. Thì cái sai lầm của chúng ta là như vậy, thì quý vị thấy chấp thường cũng là bệnh, mà chấp đoạn cũng là bệnh, phải không? Tại vì chấp thường thì mình cứ lao theo cuộc đời, lao theo những cái thú vui, lao theo những cái hưởng thụ để rồi tạo nghiệp, thì cũng đau khổ. Bây giờ nói cái đó nó là vô thường, cái thân này nó vô thường, rồi mình bỏ thì cũng là sai lầm luôn. Cho nên quý vị thấy nó rơi vào chấp thường, rơi vào chấp đoạn thì không bao giờ thấy bằng được. Cho nên phải đi cái con đường Đức Phật đã dạy, rằng mình phải đi cái con đường của trung đạo, phải không? Trung đạo có nghĩa là không mắc kẹt bên này mà cũng không mắc kẹt bên kia, đấy là thì mình mới tu được. Cho nên quý vị thấy qua cái điều đó, qua cái kinh nghiệm đó, cho nên bây giờ chúng tôi trình bày với quý Phật tử là không bao giờ tôi dám nói một bên, bởi vì nói một bên là quý Phật tử sẽ dính một bên, mà dính một bên là tu không có tiến được. Một là cho nên vì vậy phải thấy rõ, cho nên nhiều vị cứ nói là thôi bỏ hết đi, bỏ hết gia đình, bỏ hết tài sự sản sự nghiệp, mấy cái đồ đó là hư giả, mà có gì đâu, tôi đi tu đi xuất gia, mình khuyên người ta cứ khuyên vậy, mà rồi vô chùa đây mình bị bệnh về ngày nào mình cũng phải đi bác sĩ, cũng phải cần có tiền, cũng phải cần có thuốc, cũng phải cần có này, cũng phải cần có kia đó, cũng phải mà rồi cũng phải có cần có chùa, có sưởi, có đủ thứ để mình sống mình tu, mà cứ khuyên Phật tử thôi bỏ hết đi đi tu, đi rồi đi tu bỏ hết rồi lấy gì tu, phải không? Cho nên quý vị thấy phải không? Cho nên chúng ta phải hiểu cho nó cặn kẽ. Chứ rồi nhiều người bỏ hết sự nghiệp, coi như là đem vô chùa luôn, nhưng rồi một lúc nào đó là tới khi mình bệnh, không có tiền để uống thuốc, hay là không có tiền để làm gì hết đó, rồi lúc đó mình ngồi tu thì chưa thành Phật, đạo thì chưa thấy, chưa giác ngộ đâu, mà tài sản giờ còn gì hết, rồi mỗi lần đi đâu phải chờ trụ trì hay là chờ quý thầy để cho mình tiền để mình đi làm gì đó, mà chưa chắc. Nhưng quý thầy khi vô tu rồi thì chùa không có đủ sức để mà nuôi hết, mà lo hết, phải không? Quý vị thấy không có đủ sức để lo hết cho mình. Cho nên vì vậy mà chúng ta phải thực tế nói đến những cái vấn đề thực tế một chút. Thank you.
duyên đẹp theo cái bút đó. Cái gì thì có những cái chi tiết đó mình chờ dòng để cho mình chép vô để cho mình